Phần thứ nhất, chúng ta sẽ ôn lại câu chia theo mục đích nói. Đơn giản, mục đích của mình là gì? Mình sử dụng kiểu câu đó. Dùng để kể, để tả, giới thiệu, nhận xét, bộc lộ cảm xúc nữa, ta sử dụng câu kể. Thắc mắc điều gì? Ta sử dụng câu hỏi. Yêu cầu, đề nghị, mong muốn, ta sử dụng câu khiến. Và bộc lộ cảm xúc hay cả ngạc nhiên thán phục nữa, ta dùng câu cảm. Chúng mình cùng tìm hiểu từng bộ phận, từng chức năng của các kiểu câu này nhé. Hôm nay chúng ta sẽ ôn tập các kiểu câu theo chức năng của câu, các từ đặc biệt khi sử dụng câu này và dấu câu để kết thúc. Với câu hỏi, tất nhiên rồi, con dùng để hỏi những điều chưa biết. Tuy nhiên, con cũng có thể tự hỏi chính mình, hoặc thông qua đó con khẳng định hoặc phủ định một điều gì. Cũng có thể sử dụng câu hỏi để con bộc lộ ý khen hoặc chê. Đôi khi có những câu hỏi không dùng để hỏi. Câu hỏi đó dùng để khẳng định, ta còn gọi đó là biện pháp tu từ. Đó chính là câu hỏi tu từ. Cô sẽ hướng dẫn các con cụ thể trong phần tìm hiểu về nghệ thuật miêu tả. Về các từ đặc biệt khi sử dụng câu hỏi hay còn gọi là từ nghi vấn, đó là ai, gì, nào, sao, không và còn rất nhiều nữa. Vị trí đặt cũng rất phong phú, có khi ở đầu câu, có khi ở cuối câu, cũng có khi con phải sử dụng kết hợp. Và chắc chắn trong câu hỏi, bao giờ con cũng phải kết thúc bằng dấu chấm hỏi. Không có dấu này, câu của con sai hoàn toàn về nghĩa.